Trên con đường phát triển của đô thị, chúng ta thường gặp phải những tình huống nguy hiểm không ngờ. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá và đàm phán về những rủi ro tiềm ẩn trong ngành cảnh quan đô thị. Phần 1. Định nghĩa và tầm quan trọng của cảnh quan đô thị. Cảnh quan đô thị không chỉ đơn thuần là vẻ đẹp mà chúng ta thấy xung quanh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chất lượng cuộc sống của chúng ta. Nó bao gồm mọi thứ từ công viên và khu vui chơi đến các con đường và không gian xanh. Một cảnh quan đô thị tốt không chỉ mang lại vẻ đẹp mà còn ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe vật chất và tinh thần của cộng đồng. Điều quan trọng là cảnh quan đô thị không chỉ là vẻ đẹp mà nó còn liên quan mật thiết đến an ninh, an toàn và sự thoải mái của người dân. Khi cảnh quan đô thị không được quản lý và thiết kế đúng cách, chúng ta có thể gặp phải nhiều vấn đề nguy hiểm. Phần 2. Những nguy cơ đáng chú ý. Khi chúng ta nói về nguy cơ trong ngành cảnh quan đô thị, chúng ta không thể bỏ qua những vấn đề giao thông nguy hiểm. Việc thiếu an toàn giao thông trong việc thiết kế đô thị có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng và thậm chí là tử vong. Đặc biệt, việc thiếu đầu tư vào việc tạo ra các đường dành riêng cho người đi bộ và xe đạp có thể khiến họ phải chia sẻ không gian với xe cộ, tạo ra nguy cơ mất an toàn cao. Ngoài ra, việc quản lý không gian xanh không hiệu quả cũng đem đến nhiều nguy cơ. Khi không có kế hoạch bảo vệ và phát triển các khu vực xanh, chúng ta có thể đối mặt với việc mất môi trường sống của loài động vật, suy giảm chất lượng không khí và nước, cũng như việc tạo ra môi trường sống không an toàn cho cư dân. Phần 3. Giải pháp và phương pháp cải thiện. Nhìn chung, việc giải quyết các tình huống nguy hiểm trong ngành cảnh quan đô thị yêu cầu một cách tiếp cận toàn diện. Điều này bao gồm việc tăng cường các chính sách quản lý cảnh quan, đầu tư vào hạ tầng giao thông an toàn và cải thiện không gian xanh. Đối với việc tăng cường an toàn giao thông, chúng ta có thể đề xuất việc tạo ra các làn đường riêng cho người đi bộ và xe đạp, đồng thời cải thiện hệ thống tín hiệu đèn giao thông. Điều này không chỉ giúp giảm tai nạn mà còn tạo ra môi trường thân thiện hơn cho người dân. Hơn nữa, việc tạo ra các không gian xanh an toàn và hấp dẫn hơn cũng đóng vai trò quan trọng. Chúng ta cần đầu tư vào việc phát triển các khu vực xanh, công viên và khu vực giải trí để tạo ra một môi trường sống lành mạnh và thư giãn cho cộng đồng. Bên dưới phần mô tả video, mình có đính kèm đường dẫn tải về bộ tài liệu an toàn lao động của 32 ngành nghề phổ biến. Đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí nhé!